Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Và không phải khi không mà mình tự nhiên lại xuống địa ngục chơi như vậy đâu, mà mình đang trên đường đi tìm một loại vật liệu để làm vũ khí mới. Và nó đang ở trước mắt mình à. Đây như là cái chỗ chứa những cái block grid. Mình sẽ đào nó ra. Đó, một cái này thì mình có thể đổi ra. Ủa, what? Ơi, khoan. À, Đây, mình phải dùng, mình phải lấy những cái này nè, chứ không phải cái khúc kia đâu. Cái khúc kia mình không có đổi ngược ra thành những cái miếng grid được. Đó, cái này nhìn khá là giống mía ha. Cách trồng của nó khá là giống mía luôn. Thay vì trồng trên nước giống như mía thì cái này nó trồng gần nhung nham ha. Khá là hay á chứ. Rồi, ngoài ra thì ở đây nó còn có đồ gì khác không? Hình như hết rồi. Hiếm lắm mới gặp được cái này á. Cái này mình đi hơi bị lâu mới tìm được. Cuối cùng cũng đã tìm được nó rồi. Rất là mừng luôn. Giờ thì mình sẽ đi chỗ khác thôi. Lỡ đi rồi mình sẽ đi khám phá một xíu ở xung quanh đây luôn ha. Ui, lại gai gắt nữa hả? Biết ngay mà. Mỗi lần gặp nó là nó lại cà khịa mình. Cái con gắt khủng khiếp này. Cây nó thiệt á. Ê, ê, nữa. Gắt nè. Phía bên này á, mình thấy nó có một cái bay sành luôn nè. Cũng khá là bự đó. Thôi thì vô trong đó khám phá luôn ha. Lỡ rồi. Qua đây qua. Ê, những cái con hút lên. Hút lên đó. Cái gió, cái gió. Ủa sao mình trúng độc ghê vậy? Xuống địa ngục lần nào cũng đáng sợ như lần nào á. Quá là ghê luôn. Rồi, qua trời qua đất hút lên nè. Hút lên nè. Ê sao nó, oh no, nó đẩy mình xuống dưới lần. Ôi đừng. Không ổn rồi. Ê. Thôi mình chạy kịp. Có những con xương gì lạ lắm. Mẹ đếp ơi. Xít nữa thì tử nạn rồi. Ý là mình chưa làm gì nó mà bọn chúng đã cà khịa mình đến như vậy. Nữa. Hút lên nè. Đi ra đây. Con xương ra đây. Nhìn bọn chúng hơi bị nhiều rồi đó. Những cái tên bích liên thông bạo cơ. Một tên là mình đã đuối lắm rồi. Cái này cá đóng luôn. Hung bạo nè. Cho nó tắm nhung nham hết. Này thì bích liên thông bạo. Rồi từ từ mà khám phá thôi. Không có gì phải vội á. Hồi nãy mình thấy nó có cái chỗ có những khối vàng á, mà chưa kịp lấy nữa là bọn chúng đã dí mình rồi. Mấy tên này thì cho ở đó luôn đi. Nè, tên này thì phải quýnh nè. Ở dưới nó còn có một cái ngôi đền nữa. Ê, con này. Con này làm gì? Hướng này thì trời. Ôi, nó rớt xuống như mưa luôn. Bình tĩnh. Mỗi tên là một chặt à. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tìm một cái đường để đi lên ha. Mấy cái tên bích liên thông bạo đó hình như là những cái tên canh giữ cái rương thì phải. Để mình đi xuống dưới mình coi thử coi hướng này đúng không. Ây da. Từ. Này, có đường nè. Chính xác rồi. Đây là căn phòng chứa rương nè. Nhưng mà nó không chứa bất kỳ một cái vụn hắc ổ vụn netherite nào luôn. Man Van mining lầm luôn. Tiếc vậy. Khá là đáng tiếc luôn á. Đây là căn phòng dễ có đồ netherite nhất mà không có bất kỳ cái nào luôn. Vô khám phá ngôi đền luôn cho lành. Ê, con này. Con này nó tum túp vậy. Khám phá ngôi đền ở dưới địa ngục ha. Nó cũng có bẫy đấy. Cẩn thận một xíu. Nghe tiếng ghét ton hoạt động rồi nè. Thôi mình đập ra luôn đi cho nhanh.
Cái rương rồi. Ở đây nè, cái rương đây. Nè, ui, cái rương trong ngôi đền thì mà lại có bụng, còn trong basin thì không có. Tính ra trong ngôi đền còn giàu hơn á. Được một bụng. Đúng một bụng thôi á trời. Không có cái bụng thứ hai luôn á. Cái này có 7 nè, 7 gì đây? Đập ra trước đi, không thôi dính 7 mất công lắm. Đây còn 7 nữa nè. Sẽ đập cái này ra. Có vàng, kiếm sắc bén các thứ ha. Ok. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nói chung thì xuống đây á, một số công trình thì nó thường sẽ rất là giàu, còn một số thì ngược lại thường sẽ rất là nghèo á. Nên cũng khá là hên xui khi mà đi khám phá luôn. Trúng cái giàu thì hốt bạc, còn trúng cái nghèo thì ngậm ngùi đi ra, tôi chỉ biết sao giờ. Đi thêm một đoạn nữa thì mình là gặp thêm một cái chỗ rất là giống căn cứ của bọn Bích Liên luôn, nhưng mà nó nằm ở giữa hồ Nhung Nham. Cũng hơi lạ nha. Lỡ rồi. Vô khám phá thử. Cái này bắt buộc mình phải bắt cua chứ không thôi là rớt xuống hồ Nhung Nham liền á. Đó, mới nói cái sạc luôn. Mà hơi là uống thuốc rồi đó, nên không sao. Nè, có vàng nè. Lụm. Đây có rương luôn. Rương này là rương thường đúng không? Ờ, đúng rồi, rương thường. Bờ Red Season cấp độ 2. Lụm. Nói chung là thấy cái gì lạ lạ là lụm đi. Cho chắc ha. Ở dưới này thì có rương không? Dưới này thì nó không có rương. Ờ, dưới này cũng nhiều cái lạ ghê á. Xây những căn phòng này không biết có công dụng gì ha. Coi. Ở đây còn nhiều cái ụ lắm. Mình sẽ khám phá từng ụ coi coi có ụ nào chứa đồ xịn không. Ê, ụ này có rương nè. Coi coi. Ui, cái này là cái lời nguyền phát nổ nè. Và ba hộp nước mắt gas. Lượm luôn. Đi tiếp. Bên đây còn hai ụ nữa. Khám phá nốt luôn nè. Ụ này thì... Có rương. Độ mềm mại. À, được nè. Mình chưa có cái cây cúp mềm mại. Có gì mình lấy về mình làm một cây cúp mềm mại luôn ha. Hợp lý á. Trong đây thì sao? Ờ, trong đây giống như là cái cổng thôi chứ nó không có rương gì hết. Như vậy tóm lại, vô đây hốt được 3 quyển sách cường hóa với một vài hộp nước mắt gát ha. Vậy thôi á. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ tiến hành chế tạo ra cái vũ khí mà mình mong muốn thôi. Hiện tại thì mình sẽ cần có hình như là một thôi. Duy nhất một cái netherite nè. Kết hợp với hai cái Shinshi Nasite ở dưới địa ngục luôn. Mình sẽ làm được một thanh kiếm. Đấy, thanh kiếm này thì nó sẽ có sát thương. Xem cái kiếm kim cương á. Rồi mình sẽ có thể nâng cấp nó lên bằng cách cho nó thêm một tí kim cương ở xung quanh ha. Giống như vậy là nó sẽ thành một thanh kiếm có 9.5 sức tấn công rồi. Nhưng mà tốc độ đánh là bằng kiếm kim cương ha. Đánh khá là ổn á. Nè, đánh thử nè. Đó, như vậy thì mình có thể cân được nhiều quái hơn trong cùng một lúc á. Chứ cây kiếm này tuy mạnh thiệt nhưng mà đánh chậm quá đi. Rồi, và mình sẽ cường hóa nó lên một tí coi coi. Sắc bén. Đã vậy. Mình có nhiều kinh nghiệm lắm. Lên đời liền. Để coi coi. Ủa sao bị. Ủa. Cái sắc. Ôi là trời. Cây thế nó ra giọng khác rồi. Ủa bây giờ nó lại ra. À, mỗi lần mình đưa vô là nó đã ra một giọng khác. Ồ. Ê. Đây rồi, sắc bén nhặt ba. Ôi hay quá. Mỗi lần mình đưa vô thì nó lại ra một giọng khác. Được thật sự á. Cúp mình á, maximum rồi. Ok, giờ thì mình đã có cây kiếm có dòng sắc bén cấp độ 4 rồi. Dùng tương đối là ổn áp đó nha. À, bây giờ mình coi coi còn cái dòng nào có thể ép vô cây kiếm không. Chẳng hạn như dòng Vampire. Vampire thì không ép vô cây kiếm được. Kiếm dòng khác đi.
Coi coi còn dòng nào ép vô được cây kiếm không? Smashing. Mình sẽ test thử. Không ép được. Còn dòng nào nữa không? Hết rồi. Hết dòng có thể ép được vô cây kiếm mình rồi. Tiếc vậy ta. Ủa để coi coi nó có giáp không nhỉ? Hình như... Ồ có giáp luôn. Nhưng mà cái giáp này thì nó không mạnh bằng giáp kim cương mới khổ. Với nó mạnh bằng giáp kim cương thì mình cũng gán mình nâng lên. Đằng này nó yếu quá. Nên thôi chị mình chỉ nâng cây kiếm CC Na Site thôi ha. Còn giáp thì mình vẫn dùng giáp kim cương đi. Cho nó tốt. Và hôm nay, chính xác là hôm nay thì mình sẽ trở lại địa ngục để mình đương đầu với con boss mà hôm bữa mình gặp ha. Ờ, đúng đường không vậy ta? Ồ, bây giờ vô đây, bây giờ kiếm mới của chế quýnh hơi bị nhanh nha. Đừng có nhờn. Đấy, bây giờ quýnh là hơi bị tự tin luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới này để mình lại chỗ của con boss ha. Và mình cũng sẽ gỡ cái bong bóng ra. Cứ nhảy tưng. Mất máu quá trời. Không đeo bong bóng nữa. Rồi, gần tới rồi. Rẽ trái là tới chỗ con boss nè. Tới công chuyện luôn. Mình muốn test cái vũ khí này bằng cách đánh nhau với boss á. Coi coi nó có đủ sức để đương đầu với boss khủng hay không. Đi. Ui da, té đau thế. Cái đường xuống. Ồ, không phải đường này. Hôm bữa mình đi xuống đường bên đây nè. Đây đường này. Mình sẽ ăn trái táo vàng trước luôn ha. Đánh nhau cho nó chắc cú. Và đây là con boss nó rất là mạnh luôn. Nên cái việc mà mình bị nó quýnh sắp mặt thì cũng là điều bình thường á. Nên hy vọng các bạn đừng có bỡ ngỡ. Rồi giờ thì hãy có vũ mình và cùng mình đánh nhau với con boss này thôi. Sau khi mình đập bể cái khối này ra. Rồi nó xuất hiện rồi. Nó đã xuất hiện rồi. Hai cái găng tay. Ui nó phát nổ kìa. Ui nó đấm mình kìa. Ui hút ghê vậy. Ao. Ui nó mạnh chứ kìa. Ý là mình ăn táo các thứ vô rồi đó. Mình phải dùng khiên mình đỡ những đòn đánh của nó. Không thôi là rất là thốn luôn. Sao mình quánh không vô máu ta. À mình chặt được nè. Lúc mà con mắt nó mở ra thì mình mới đánh được. Ui hai đánh một hả? Chơi kỳ vậy. Hai đánh một nè. Những vụ nổ của nó rất là thốn luôn á. Ui nó còn dùng cái tia laser gì nữa kìa. Muốn sơi được con này thì hơi bị căng đó nha. Ui nó chuẩn bị đi cú đấm cực mạnh đấy vậy. Lúc mới nhảy xuống thì mình còn quýnh nó được một hai cái. Một lúc sau là hết quýnh được nó hả? Ây da, chạy qua đây. Ui nó bắn tia laser kìa. Bể khiên luôn rồi. Trời ơi, không biết là con này có thể dùng cung bắn nó được không ta. Cung không thể bắn được nó. Ui nó chuẩn bị dùng tia chết chóc. Ui nút mình. Chạy. Mình có thể né đòn tia chết chóc của nó được bằng cách chạy thật là nhanh á. Chạy thôi. Run. Nó đục. Chạy tiếp. Run. Rồi mù lo rồi. Phải né thôi, mình không né được là mình chết chắc với cái tia chết chóc á. À mình biết mánh khóe giết quýnh con này rồi. Mình phải chạy liên tục thì mới có cơ hội phản đam được. Hai con mắt này nó sẽ thay phiên nhau dùng tia chết chóc á. Đây, giờ cơ hội. Cơ hội để mình đánh nó nè. Xong chưa. Ê, nó... Mình tiêu diệt được một cái tay rồi. Còn một cái tay thôi. Ôi nó chuẩn bị bắn tia chết chóc. Chạy. Phải chạy để né tia chết chóc mới được. Ui.
Căng thiệt cái chứ. Ừ nó hút mình. Ôi nó chuẩn bị cú đấm cực mạnh á. Chạy đi. Hên né kịp, né kịp. Ui nó búng tay, nó búng tay. Nó búng tay. Rồi mù lọ rồi. Cú búng tay của nó rất là đáng sợ luôn. Có thể gây ra hiệu ứng mù lọ nữa rồi. Chuẩn bị gây mù lọ tiếp á. Mình sẽ ăn táo vàng vô. Phòng thủ thôi. Đợi đấy. Cái còn khủng khiếp. Cái còn khủng khiếp. Nó chuẩn bị gây mù lọ tiếp. Mình quýnh nó luôn. Để coi coi, nó gây... À, nó chết luôn rồi. Ui. Nó rơi ra một cái blazing eye á. Con mắt. Rồi bên đây nó còn có một cái rương nữa thì phải. Hồi nãy mình thấy... Nè nè nè. Vậy là mỗi cái con... Con boss găng tay địa ngục thì nó sẽ cho mình một cái con mắt blazing ha. Ngoài ra thì nó còn có những cái quặng cổ đại nữa nè. Cái mảnh vỡ cổ đại nữa. Mình sẽ đào luôn. Trời ơi, chịu đấm ăn xôi để đổi lại mấy cái quặng này thôi đó. Nó quýnh thì thôi rồi luôn, coi kìa cái giáp của mình kìa. An tành hết trơn luôn. Khủng khiếp thiệt. Nó như Thanos. Hết búng tay. Rồi tới cú đấm ha. Cú đấm ngàn cân các thứ, trời ơi. Hôm nay mình ăn đấm hơi nhiều rồi đó. Ôi dạ. Qua đây, lấy cục bên này đi cho dễ. Để coi được tổng cộng là bao nhiêu cái mảnh vỡ cổ đại nha. Mình thấy cũng nhiều á, cũng cả 4-5 cục á. Nãy giờ được mấy cục rồi, 3 cục rồi. Cục này là cục thứ 4 nè. Đi, là lấy. Cục thứ 4 đúng không? Còn cục nào nữa không? À đây, đây, còn cục nữa nè. Là 5 cục. Wow. Cũng ổn áp. Chưa. Thì mình lắp cái chỗ nhung nham này lại cái đó. Lấy được không đây? Hay là lấy xong cái nó rớt xuống dưới nhung nham đây? Đừng nha. Cay thiệt á. Rớt xuống nhung nham thiệt. Ê, mà quên cái mảnh vỡ cổ đại thì nó không có bị cháy á. Nên mình có thể lấy lại được rồi nè. Ok. Quá là tuyệt vời luôn. Như vậy thì cái chỗ boss đầu tiên mà mình đánh bại là găng tay địa ngục đã hoàn thành rồi ha. Tuy ăn hành hơi nhiều thôi, nhưng mà mình vẫn có thể kiểu như là tiêu diệt được nó. Ui, giờ thì chắc mình sẽ về để sửa chữa áo giáp của mình để tiếp tục cái chặng hành trình khám phá thôi. Đầu tiên là sửa cái nón trước, cái nón hư khác. Ui, hết kinh nghiệm rồi hả? Bắt buộc phải đập kinh nghiệm thôi. Đấy. Sửa cái nón trước. Quá trời quá đất nó hào. Ôi cái áo siêu dầu sửa mắt vậy. Ui áo xương lần mười mấy kinh nghiệm. Oh my god man. Vậy thôi mình đổi luôn đi. Lấy tạm cái quần với cái ủng nào đó mình mặc đại đi. Nón đổi tiếp nè. Ủng mặc vô nè. Cái gì. Ôi cái quần nó bị dính cái lời nguyền này giống như bị trơn trượt vậy. Ô nhưng mà mình lúc vừa chạy vừa nhảy nó khá là nhanh nè. Đi bình thường thì khá là chậm nha. Còn vừa chạy vừa nhảy thì rất là nhanh luôn. Mình giống như cái cục slam nhá. Vừa chạy vừa nhảy đúng nhanh luôn nè. Cũng hay. Nhưng mà mình đứng lại thì hơi khó điều khiển một xíu á. Nó cứ trơn trơn kiểu gì á. Kệ. Mặc đại đi ha. Cái áo, mặc áo mới luôn đi. Còn cái giáp cũ của mình sẽ cất vô. Ok, đồ đạc đầy đủ rồi, lên đường rồi. Hình như phía bên này nó có... Ôi da, ai da, ai da. Cái gì ơi? Cái cỏ gì mà đi đâu thế? Phía bên này nó có một cái nhà hoang hay sao này? Chính xác rồi, một cái nhà bỏ hoang. Forgotten World. Chiến tranh gì lãng quên gì đây. Ui chắc cái này là một căn nhà bị bỏ hoang lâu lắm rồi nè. Mạng nhện đóng tùm lum tè le hết rồi. Bây giờ thì mình lại có hai hướng đi khác nhau. Một là qua cánh rừng phía bên kia. Hai là qua cái đồi bên này. Mình sẽ qua cái... Thôi mình qua cánh rừng đi. Cái đồi ở đây thấy nó gần gần biển quá. Mình đi ngoài biển chán chê rồi. Mình vô cánh rừng đi. Ủa cái này với cánh rừng. Nó là một cái ngọn núi. Đã vậy cũng có sơn tặc đóng quân ở dưới nữa. Ui, nhắc tới sơn tặc là mình thấy hơi ngán rồi.
Mới bị dí hôm qua, bữa nay không muốn bị dí nữa đâu. Hôm qua bị dí chạy muốn tuột quần luôn á. Thôi né né nó ra đi ha. Ôi nhưng mà công nhận cái quần nó có dính cái lời nguyền sờ sờ ly đinh này nè. Mình chạy chạy cũng nhanh quá chứ. Cũng được, tuy nó hơi trơn trơn xíu thôi nhưng mà chạy khá là nhanh á. Rồi bên đây có một cái ngôi nhà gì vậy? Đây là ngôi làng của mấy cái tên Bitlin nhưng mà đội đầu bò nấm á. Ok. Cuối cùng thì mình cũng gặp được một cái vùng đồng bằng rồi nè. Mày ghê chứ. Ở ngoài đi khám phá đâu gặp đồng bằng đâu, toàn gặp vùng núi, vùng biển không à. Đây gặp đồng bằng tranh thủ đi khám phá một xíu coi. Tại vì đồng bằng nó rất là dễ xuất hiện những cái công trình cho mình khám phá luôn. Coi lần này có xuất hiện công trình gì không nha. Rẽ qua hướng bên này trước. Ui bắt có. Đó. Mình nhảy đúng xa luôn á. Được thật sự. Kệ dính là quyền xíu nhưng mà di chuyển nhanh thì cũng chịu ha. Rồi nhảy qua đây. Nhảy xuống nước luôn. Đấy. Nhưng mà xuống nước bắt đầu đi chậm lại. Tại vì cái ủng này không có cái sải bước dưới nước. Không sao không sao. Tại vì mình đã tới một ngôi làng rồi, chúng ta có thể ghé thăm mấy bác dân làng rồi. Wow, nhà sẽ đẹp đấy. Sẽ đẹp hơn rất là nhiều nếu như trong nhà có đồ. Coi coi, bác có giấu đồ không? Cái gì? Lộ phí cho mình liền. Ở đây có con heo gì dễ thương vậy? Heo đốm đốm dễ thương vậy? Làng đẹp thiệt sự ấy. Nè, thương bò tới mức mình nuôi bò trong nhà luôn nè. Ủa hình như đây là chuồng bò mà quên mất. Cái đó cái chuồng bò quên. Còn cái nhà nào chứa rương không ta? Hình như hết nhà chứa rương rồi. Vậy sơ qua thì cũng được mấy viên ngọc lục bảo bỏ túi ha. Đấy mới đi vô đồng bằng thôi gặp được làng rồi. Để coi coi ngoài này còn công trình gì khác không. Sao đồng bằng lần này nó lại yên tĩnh tới vậy ta? Không còn công trình gì luôn nè. Ủa, lạ thiệt. Phải chi mình gặp cái vùng này sớm á. Mình xây nhà ở đây cũng đẹp lắm nè. Mình thấy chỗ này khá là phẳng luôn. Mình thì thích mấy chỗ phẳng phẳng giống như vậy. Và rời khỏi vùng đồng bằng thì mình đã tới một cái cánh rừng gì đó. Nó có vẻ là to hơn rất là nhiều à. Cay quá trời bự luôn. Ghê vậy. Trong đó tối òm mà. Do đó có điều phải uống thuốc mới khám phá được ấy. Tại vì nó rất là tối luôn. Ê, nó lại có tòa tháp nữa. Có nên qua khám phá tòa tháp không ta? Để mình nghĩ ở đây có công trình không mới đã. Không có thì hãy qua bên kia ha. Úi da. Trời ơi, té nữa. Nhảy kiểu gì á. Thôi, lỡ rồi. Đi qua khám phá tòa tháp luôn. Đi, let's go. Lọt. Chưa vô tòa tháp mà quá trời chuyện xảy ra rồi đó. Có điềm rồi đó. Tòa tháp này nhìn cũng lạ lắm nha. Còn có nhà của ai nữa nè. Dân làng xây nhà cạnh tòa tháp luôn. Chiến vậy. Để mình nốc một ít thuốc vô cái đó cho nhìn trong bóng tối tốt hơn. Mình vô khám phá cho tự tin hơn ha. Ủa người đừng vô đâu. Ui mấy bác ơi, mấy bác cản đường vô của cháu rồi đấy. Xây cái nhà ác thiệt. Cái nhà là cái đường đi luôn. Nhà là đường đi vô cái công trình luôn nè. Ây da. Ây, vô. Coi coi. Ồ, sao lần này vô không có quái gì trơn vậy? Hay là mấy bác chân làng giết hết mấy con quái trên đây rồi? À không, mình nghe tiếng quái rồi nè. Ê, có 7 nha, có 7 nha. Có 7 nha. Từ. Rồi. Lấy vàng, chạy. Hên là mình phá bơm trước rồi đó. Mày quá, không sao. Mọi thứ đều ổn. Đặt 7 ha. Khốn kiếp thiệt, coi đường lên đâu. Mình kiếm cái đường lên cái. À đường lên ngay giữa luôn nè. Bắt cô lên. Lên đây cần hết mấy con quái luôn. Kiếm mới mà sợ gì. Quýnh hơi bị nhanh luôn. Kiếm mới là quýnh khác bọt liền. Đập cái lồng. Lướt đầu tiếp. Đó cũng được á.
công trình này có vẻ được á. Lên. Chỗ này bị vướng rồi, hết đi lên được rồi. Chả nó lại cái lồng nè. Cho tôi đi lên đi. Cái này là cái cửa sập, mình phải mở bằng cái cần gạt mới lên được. Ui, có bơm hả? Nữa kìa. Không sao, không sao, không sao. Tranh thủ mày phá mấy cái bơm còn lại không thôi, nổ banh xác mình đó. Đặt bơm tùm lum hết trơn à. Công trình này thiên về đặt bẫy rồi. Nó không quá nhiều nhưng mà nó đặt rất là nhiều bẫy luôn. Sợ ghê á. Trèo lên, trèo lên. Mình sợ mấy cái kiểu đặt bẫy như vậy nè. Dễ chết yểu lắm. Nữa nè, thấy không? Xuống đi, xuống 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 lẹ, xuống lẹ, xuống lẹ. Không sao, không sao. Nhiều đó đâu có nhầm nhò gì. Ôi là trời, nãy giờ đi lên có 3 tầng thôi mà ha, 3 cái bẫy rồi đó. Tiếp tục, tiếp tục. Ở trên còn nhiều bẫy lắm, mình tin rằng là vậy. Ô ô ô ô. Dơm bài, dơm bài nè. Và đập luôn cái lồng. Nó đẻ ra kịp. Nó vẫn đẻ ra kịp một con. Mình sẽ không đi đường bên kia đâu. Nếu đi đường bên kia mình phải mở cửa. Ồ, cái này vẫn phải mở cửa nè. Kiểu gì mình cũng phải kích hoạt cái này lên. Nó dụ mình mở ra để cho mình kích hoạt bơm á. Ủa sao lần này không có bơm? Lại quyển sách Speed cấp độ 2. Tốc độ hả? Hết rồi. Như vậy là xong rồi. Ủa, tưởng thế nào. Ủa, phía bên kia nó còn có cái chỗ gì mà lạ vậy? Ê, được đó nha. Đi, cùng mình qua bên đó khám phá thử. Coi coi bên đó là cái công trình gì nha. Nó có cái dấu hiệu giống như là cái tàn tích cổng địa ngục vậy á. Không biết có phải hay không. Qua thử mới biết được. Để coi nào, để coi nào. Có phải là tàn tích không? Chính xác, nó là một cái tàn tích cổng địa ngục. Để mình lấy những cái đồ xung quanh chỗ này ha. Khói vàng nè. Có rương luôn. Bảo vệ. Bảo vệ kho lửa cấp độ 4 luôn nè. Lời nguyền vụ nổ các thứ. Hết rồi. Tưởng đâu công trình gì dữ lắm. Rồi, và nó cũng nói tới một cái ngôi làng. Ê, mấy con quái. Dơm bài, định vô làng ăn thịt dân làng hay gì? Đi ra chỗ khác. Mình sẽ lượm những cái Soul Star ha. Sau này mình sẽ rất là cần cái Soul Star đó đó. Ôi, bác dân làng ngủ rồi, để cho bác ngủ đi. Con xương này. Con xương lang thang. Xương lang thang. Và trong cái cánh rừng này á, mình thấy nó có rất là nhiều những cái mạng nhện luôn nè. Kiểu như cũ kỹ lắm hay sao rồi á. Có xương, có xương. Ở đây nó còn có. Đây là chỗ cướp dân làng. Ở đây có những cái con quái thú cướp bóc. Nó hút mình. Nó hút. Hút nè. Thích hút không? Nút mình đau quá. Quýa. Quá đáng thiệt. Một con. Còn một con thôi. Nút mình. Mình khô máu cho nó luôn. Khô máu nó. Ê không, không chết. Khô máu luôn. Ui. Nút mình nha. Lên bờ xuống ruộng. Con nó lì thiệt. Thì ra đó là chỗ của những tên cướp dân làng. Mèn đát ơi. Nè, cái chỗ của bọn chúng nè. Coi mình vô mình khám phá thử coi. Ê! Núp sọt mình. Cái tên này. Định làm gì, định làm gì? Định làm gì? Định làm gì? Hổ báo cáo trộm hả? Rồi. Ôi, nó có đường xuống luôn, ghê vậy. Không có cầu thang xuống, nó định kêu mình nhảy xuống gì á. Mà mình đâu ngại gì mà nhảy. Trời ơi, mình dùng xô nước mình xuống cho nó an toàn. Để mình coi coi. Mình sẽ đi xuống đường này đi. Ngay đây. Rồi, đi xuống.
Đấy, cứ thông thả mà xuống thôi. Có gì đâu mà vội. Ui, dưới này có cướp dân làng nha. Cướp dân làng một tên. Tên nào nữa, ra đây. Wow, bọn chúng xây đúng đẹp luôn. Nè, cái chỗ này bọn chúng trang trí đồ đẹp lắm. Còn một tên canh gác đây. Canh gác nè. Coi coi trong thùng này có dấu đồ nha. Phải kiểm tra kỹ á. Rồi, không có gì hết. Cái này giống như cái nhà kho vậy. Rồi. Coi chừng nó có một cái thùng chứa kho báu. Đó, 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 đó. Biết ngay mà, kiểu gì cũng có những cái thùng chứa đồ xịn thôi. Dưới này còn một cái rương nữa nè. Rương này rương thường. Ok. Rồi đó, hết cái nhà kho rồi đó. Để coi coi. Đồ cũng tạm thôi, cũng không chứ mất là xịn quá đâu. Rồi như vậy thì xong một hướng rồi. Mình đã khám phá xong cái nhà kho của bọn cướp dân làng rồi ha. Chắc bọn chúng mới đi cướp hay sao á, còn đồ còn khá là nghèo. Làm dấu một đường đi. Giờ mình sẽ đi sang hướng nhà ngục đi. Bên này là mấy cái nhà ngục nè. Mình thấy nó có rương. Ồ, rương cũng hơi bèo á. Chắc này là chỗ của mấy tù nhân á, nên đồ không có vào được đâu. Đồ xịn là bọn chúng sẽ giấu mà, chứ làm gì mà để trong chỗ của mấy tù nhân được. Nè, thấy chưa, bắt nhốt dân làng nè. Quá đáng thiệt. Không được, mình sẽ giải cứu mấy dân làng này. Ra đi mấy dân làng. Ai dám nhốt bác, cháu bảo kê cho ra đi. Còn bảo đảm tính mạng bác thì cháu không biết nha. Rồi, trong này nó có cái rương. Không biết nó có dấu đồ trong này không á. Để mình lục thử. Đấy, 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 nó có dấu đồ, nó có dấu đồ. À, dấu đồ, dấu đồ. Lậm hết luôn, dấu, dấu. Mắc ghét. Rồi, đi tiếp. Ui, lại thêm một căn, cái nhà kho nữa. Con này nhiều nhà kho vậy. À, cái này có hai cái rương, ô ba cái rương luôn. Xiên vào da thịt, lậm. Ngoài ra thì sắt, chủ yếu là sắt thôi à. Lâu lâu thì mới có mấy cái rương chứa kim cương ha. Rồi, ok. Là xong cái hướng nhà kho tiếp theo à. Vậy là nó có hai nhà kho nằm ở hai đầu đối diện nhau ha. Sơ bộ qua là ba hướng vừa rồi, chưa có cái con boss nào canh giữ hết á. Chứ nghĩa cái chỗ bự như vậy mà không có con nào canh giữ sao ta. Cũng hơi vô lý để mình kiểu dễ dàng loot như vậy á. Hướng cuối cùng nè. Lại là cái nhà ngục. Có đường bí mật không? Biết ngay mà nó có đường bí mật nè. À, để mình tò mò thử coi. Coi là bằng cách nào để mình đi vô. Ủa, nó xây đường bí mật này. Nó phải có cái công tắc gì đó. Để mình thử mình giải đố coi. Mình tăng độ khó cho game coi. Đó đó đó. Ồ, mình phải xây những bông hoa đúng vị trí thì nó mới mở ra. Ồ, nổ rồi, bơm nổ nữa. Kệ nó, cho nổ banh luôn đi. Mình mở được cái thành tựu gì cơ. Underground 2 out. Wow, về đấy. Ở phía trên này hình như có cái hang hay sao. Ui giời ơi, có kiếm mới, cái khám phá nó tự tin hẳn á ta ơi. Và cái thành quả sau chuyến khám phá này, tuy nó không có được nhiều đồ xịn lắm, nhưng mà đánh dấu cho một cái cột mốc là mình đã đánh bại được cái con boss đầu tiên trong ngày hôm nay. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm thêm được những cái con boss tiếp theo, và sức mạnh nó sẽ tất nhiên là tăng lên rồi, không có dễ dàng đánh bại như con hôm nay đâu. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá sau. Mình sẽ may mắn hơn á. Công gia thi, tạm biệt, bye bye.